Chẳng cần anh trai Sơn Tùng dọn đường, Mono tự tin đốt cháy cả sân khấu Miss Grand, khiến dàn hậu quậy tê bến. Dì Dung còn ngỏ lời làm mối. Gây chú ý từ khi chưa debut, Mono là tân binh khủng long của làng nhạc Việt. Các khúc debut gây sốt mạng xã hội. Nam ca sĩ tiếp tục để lại dấu ấn khi xuất hiện ở nhiều sân khấu và chương trình âm nhạc. Anh chàng đã có màn biểu diễn hoành tráng tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022. Nam ca sĩ đốt cháy bầu không khí đêm thi ngay từ khi xuất hiện. Lựa chọn sách đồ sành điệu, vóc dáng săn chắc và phi sầu hoàng tử của nam ca sĩ đốn tim người hâm mộ. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Mono thành công hoàn thành ca khúc Waiting for You. Mặc dù mới ra mắt nhưng em trai Sơn Tùng MTP đã cho thấy sự tự tin và tài năng âm nhạc. Anh thoải mái trình diễn cùng phủ đoàn, khuấy động bầu không khí, từ vocal đến dance đều để lại nhiều ấn tượng. Debut chưa lâu nhưng đã có cơ hội biểu diễn tại chương trình lớn như Miss Grand Việt Nam. Mono ngày càng chứng minh sức hút của mình tại làng nhạc. Tại buổi họp báo, ông Hoàng Nhật Nam, phó trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam cho biết: "Chúng tôi không đưa ra quan điểm của mình như thế nào, chỉ có lý do chúng tôi chọn Mono. Thứ nhất, Mono có âm nhạc trẻ trung hiện đại, bạn cũng có yếu tố giải trí. Đây là điều chương trình cần. Miss Grand Việt Nam hay Miss Grand International đều đề cao yếu tố giải trí về phần nhìn, về phần biểu diễn và có hiệu ứng đám đông. Mono có thể hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí trên. Dù là tân binh, nhưng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam nghĩ nên cho các nghệ sĩ trẻ cơ hội. Nếu không có bước đi đầu tiên, thì làm gì có bước đi thứ hai, thứ ba hay chạm đến đỉnh cao danh vọng. Ai cũng như vậy cả. Ông Hoàng Nhật Nam nghĩ nên cứ thoải mái tận hưởng. Sau phần thể hiện hút mắt, Mono được dì Dung khen đẹp trai và ngỏ ý mai mối cho dàn gà nhà là các nàng hậu xinh đẹp. Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát, giọng ca sinh năm 2000 còn có màn vũ đạo bắt mắt, kỹ năng sân khấu chuyên nghiệp khiến dàn khách mời VIP, các hoa á hậu và khán giả phải nhún nhảy theo điệu nhạc. Chứng kiến những hình ảnh không mấy an tĩnh của các người đẹp, khán giả xung quanh không khỏi bất ngờ và thích thú. Ngay khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận: "Mấy bà hoa hậu á hậu quậy đáng yêu quá nha, Phương Anh trầm tính quá trời, ha ha. Phương Nhi nhìn điệu đà vậy mà cũng chịu quậy ghê ha. Mấy bà là fan ngầm của Mono chắc luôn. Coi mà thấy mấy bà quậy tưng bừng luôn á. Phương Anh nhìn bà dịu dàng mà cũng quậy dữ, quậy ngang ngửa top 10 Miss Grand Thái Lan." Sau khi kết thúc phần trình diễn, chàng tân binh đã có vài phút giao lưu trò chuyện với bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Qua đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, dì Dung liên tục khen nam ca sĩ đẹp trai và không quên hỏi: "Đã có người yêu chưa vậy?" Nhận được câu hỏi của nữ CEO, Mono đáp trả một cách khéo léo: "Bây giờ em yêu mỗi âm nhạc thôi." Chưa dừng lại ở đó, bà trùm hoa hậu còn dí dỏm hứa hẹn sẽ mai mối dàn hậu cho chàng ca sĩ tân binh, để mấy nữa giới thiệu hoa hậu cho nha. Câu đùa vui của dì Dung khiến nam ca sĩ cười ngại ngùng, cộng đồng mạng không khỏi thích thú truyền tay nhau chia sẻ video. Qua đoạn trò chuyện ngắn, có thể thấy Mono hiện tại vẫn còn đang độc thân và chỉ tập trung phát triển âm nhạc. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận đùa vui như: "Mono mà quen hoa hậu là gấp đôi visual, Mono dễ thương để phép xỉu. Dì Dung đùa vui mà biết đâu thành sự thật thì quả đã." Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Mono đã dần chứng minh được năng lực của bản thân và đi lên từ loạt ồn ào núp bóng anh trai. Ca khúc Waiting for You không chỉ trở thành sản phẩm thịnh hành trong các nền tảng âm nhạc Việt mà còn lọt top thế giới. Mặc dù kỹ năng và giọng hát còn chưa được xuất chúng, nhưng nam ca sĩ trẻ đã cố gắng ghi nhận những lời nhận xét của khán giả để thay đổi và hoàn thiện từng ngày. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mono hát live liên tục viral khắp diễn đàn và trở thành hiệu ứng được đông đảo giới trẻ đón nhận. Với tư duy âm nhạc hiện đại sôi động, hợp thị hiếu khán giả, anh chàng chắc sẽ nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả trong tương lai. Sau một đêm diễn thành công, Mono không chỉ nhận được mưa lời khen từ phía khán giả mà còn ghi điểm với bà trùm hoa hậu vì đẹp trai và rất lễ phép.